Dung Audi xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em, cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay Dung Audi xin giới thiệu anh chị em một chiếc xe Mazda CX-5 gầm cao 5 chỗ số tự động phiên bản 2.5 cao cấp nhất. Ở trước mặt anh chị em là một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ số tự động Mazda CX-5 2018 bản full 2.5. Chiếc xe này hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dung Audi với giá tiền nhô 600 triệu đồng anh chị em nhé. Hơn 600 triệu, 600 triệu tiểu học chúng ta mua được một chiếc xe đời cao SUV 5 chỗ số tự động phiên bản cao cấp nhất. Đây là form dáng của xe. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết của từng chiếc xe một. Đây ạ, xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, giải đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm đầy đủ luôn, mặt ca lăng mạ chrome, 4 la răng phay, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn, bậc để chân lên xuống, xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED, tay nắm cửa có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm ở trên tay nắm cửa, hệ thống cảm biến lùi, camera lùi, có camera lùi anh chị em nhé. Biển số thủ Hải Dương, biển số Hải Dương một chủ từ đầu. Đấy, 4 la răng phay, 4 phanh ABS, xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED, đèn bi xê lông siêu sáng, bậc để chân lên xuống. Thế còn nội thất trong xe được trang bị những gì? Chúng ta sẽ vào nội thất trong xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, ghế chỉnh điện, có nhớ ghế 2 vị trí, có các chế độ TCS, rồi là đây là áp suất lốp nhá, có cài đặt cảnh báo số lốp, rồi là iStop tắt nổ máy thông minh, dừng đỗ 3 giây, hỗ trợ khởi hành ngang dốc dừng đỗ 3 giây. Đấy. Vô lăng tích hợp bàn phím, cruise control, đi ga tự động, để ấn nổ start stop, màn hình, camera lùi, đầu DVD, điều hòa tự động hai vùng độc lập, số tự động động cơ 2.5, có chế độ sport thể thao, phanh tay điện tử, táp ly táp lô màu đen còn rất đẹp rất mới. Trần nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc, 6 túi khí an toàn. Một chiếc xe đẹp như thế này, anh chị em nhìn ạ, rất đẹp luôn. Cửa sổ nóc, 6 túi khí an toàn, đầy đủ luôn. Chiếc xe này em đang bán hơn 600 thôi, chỉ với hơn 600 triệu đồng thôi anh em nhé, chỉ hơn 600 triệu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết từng tí một ạ. Anh em nhìn ạ, đây là phần chỉ, đây nhá, chỉ của cánh lái này, phần tai và phần bản lề. Đây, bản lề này, ốc này, tất cả còn nguyên zin, chỉ đứng này. Đây, chỉ đứng đây. Đây, anh chị em nhìn này, chỉ này, tai này. Rồi, phần cốp này, đinh tán này, keo nhà máy này, hai bên đinh tán này, keo này, ốc cốp chưa mở, ốc cốp này, chỉ cốp này, tất cả còn nguyên zin hết nhé, chỉ cốp này. Đó, phần chỉ cốp đấy, khoang cốp rộng rãi nha, khoang cốp rất rộng luôn. Nếu mà nói 2-3 đứa trẻ con nằm đằng sau này ngủ thoải mái, anh chị nhé, 2-3 đứa trẻ con nằm sau này ngủ thoải mái luôn. Đó. Chủ nhân cũng đã mua một cái lót nhựa đây rồi. Còn đây là nỉ nguyên bản này, đây là nỉ nguyên bản này.
hai bên đây, như đồ nhựa hai bên cũng còn rất mới nhé. Cái chỗ này là hơi bẩn bẩn chút thôi, lau đi là sạch. Đây. Rồi anh em nhìn đây, phần tôn ở dưới này này sáng bóng này, keo nhà máy này. Đấy. Anh chị em nhìn ạ, không có va chạm gì cả, đinh tán này, tất cả đinh tán này, gân gờ này còn nguyên hết đấy, anh chị em nhìn thấy chưa? Đấy, keo nhà máy này, đinh tán này, gân gờ này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Cánh bên này, chúng ta sẽ sang cánh bên này. Đây, cánh bên phụ đây. Chỉ này. Đây chỉ này. Ok hết anh em nhé. Hai ghế chỉnh điện. Vậy là sau đi một phòng đây. Xem lốp này. Lốp theo xe anh em nhé, vẫn còn nguyên lốp theo xe. 2018 vẫn còn nguyên lốp theo xe và lốp theo xe còn rất mới đấy. Nhá, còn lốp theo xe. Lốp theo xe còn rất mới luôn. Còn nguyên lốp theo xe nhá. Và để nguyên em xem chiếc xe này chạy mấy vạn rồi. Cái này em không biết nút bấm đâu nhỉ. Cái nút để tìm máy thì em chưa tìm thấy rồi. À, xe này 2018 chạy 8 vạn đây nhá. Chạy 8 vạn các bạn. Đây, chạy 8 vạn nhá. 8 vạn xịn. Lốp theo xe vẫn còn. 8 vạn xịn và lốp theo xe vẫn còn. Rồi. Rồi chúng ta đến phần đầu của xe. Đây là phần đầu của xe thì anh chị em có thể nhìn thấy. Ốc cabo còn nguyên zin này. Ốc cabo còn zin này. Chỉ cabo này. Đây, phần chỉ cabo đây. Đấy, chỉ cabo này. Ốc cabo chỉ cabo còn nguyên. Phần tai này. Đây là phần tai này. Phần ủ giảm sóc này. Đấy, phần răng này. Và phần sassi ở dưới này. Đấy, sassi ở dưới này. Bên này cũng vậy. Ốc cabo này, chỉ này, phần tai này, ụ giảm sóc này. Rồi là phần răng này. Răng trên, răng chéo này. Đấy. Răng ụ giảm sóc này. Phần sassi đây. Đây, phần sassi đây anh em nhé. Đấy, càng sassi này còn nguyên zin. Đúng không ạ? Đấy, càng sassi đây. Bây giờ đến phần động cơ, tất cả còn nguyên zin nhé. Bây giờ đến phần động cơ này, anh em nhìn này. Máy zin này, chân máy này. Rồi là các cái chi tiết ốc nhá. Đây, ốc này còn mới quang luôn, kể cả ốc mặt máy. Đấy, kể cả ốc nắp dàn cò. Tất cả còn nguyên zin. Tất cả còn nguyên zin này anh chị em nhé. Một chiếc xe như thế này, đời cao, xe đẹp, không lỗi. Keo chỉ zin, máy số zin. Chiếc Mazda CX-5 này hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dung Audi với giá tiền nhô 600. Hãy liên hệ với Dung Audi 0855 966 966 để được tư vấn cụ thể hơn, để được chốt giá tốt nhất tùy theo nhu cầu của quý vị.
bao rút hồ sơ, bao sang tên, hay là bao sang tên vận chuyển, hay là để nguyên biển thế này, làm công chứng hợp đồng mua bán để chạy. Hãy liên hệ với Dũng Audi 0855 966 966 xem xe trực tiếp tại Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.